Vâng, đi tạm một VN xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình một lần nữa. Tôi xin lỗi các bạn nhé, tôi vừa rồi bị lịch không ra được video rồi. Được, trong cuộc clip ngày hôm nay sẽ hơi đặc biệt một chút, đó là mình sẽ làm trên một con tài khoản được một bạn viewer cực kỳ chân thành đã gửi về kênh bọn mình các bạn nhé. Và trong ngày hôm nay mình sẽ mang lại đến cho các bạn Nami đảo bánh, một con tướng được khá là ít người dùng cho đấu trường nhưng vẫn là một con defender cực kỳ tốt ở trong bảng xếp hạng các defender. Vậy thì trước tiên chúng ta sẽ cùng đi qua bộ kỹ năng và nội tại của Nami để xem nó có thể đàn bằng gì các bạn nhé. Và đây, các bạn nhìn hình Nami này. Đấy, thấy không? Nami sở hữu hai kỹ năng có sát thương cực kỳ lớn đối với một defender. Kỹ năng một của Nami tạo ra một đám mây giống hệt có Big Mom mà bọn Hack hay dùng với các bạn. Có Big Mom với 1 đi. Đám mây này sẽ bay xung quanh Nami, liên tục đánh sét gây sát thương và làm sốc điện những kẻ chúng đòn. Còn với kỹ năng thứ hai, Nami đánh sét xuống cái sát thương cực lớn, đồng thời tạo ra một vùng điện thế khiến tất cả những kẻ địch bước vào đó sẽ bị gây sát thương và ăn sốc điện. Hai kỹ năng này là hai kỹ năng chủ đạo giúp Nami hạ gục tất cả những kẻ địch tiến vào và cướp cờ khi mà có Nami đang ở trên nó. Còn với bộ nội tại thì sao? Nami khi đánh thường đối phương có 5% tỷ lệ gây sốc điện, và khi Nami bật kỹ năng 1 sẽ tạo ra một vùng hiệu ứng xung quanh giúp hồi đến 25% máu cho Nami và tất cả những đồng đội ở bước vào cái vùng đó, đồng thời xóa toàn bộ trạng thái bốc cháy của Akainu nếu có ai dính phải. Còn nội tại còn lại của Nami cũng rất là ok đối với một defender. Nội tại 1 khi ở trong cờ thì chỉ giảm 30% thương nhận vào và giảm thêm 20% nữa từ các attacker. Và khi tấn công thường, chỉ gánh thường thôi các bạn nhé, liên tục cộng dồn sức sát thương của kỹ năng 2 lên tối đa là 100%. Còn đánh thường sẽ đuổi theo kẻ địch. Còn nội tại 2 đó là khi mà đối phương bị dính sốc điện thì giảm 10% thời gian hồi kỹ năng 2 và cũng như tăng 30% tấn công, biến Nami thành một trong những con defender có lực sát thương cao nhất One Piece Bounty Rush. Và cuối cùng khi mà máu trên 50% thì giảm sát thương nhận vào, biến Nami thành một con defender có lên tới 80% giảm sát thương lên các attacker, cực kỳ tốt luôn các bạn ạ. Tất nhiên là hơi sợ ông xanh một tí, tại ông xanh chưa một của ông mới có xuyên sát thương. Nhưng mà một khi chiến lược các bạn xuyên giảm sát thương chứ. Nhưng mà một khi ông đã nhảy xong mà ông nhảy lỗi nha, Nami nó quất một phát là ông nằm đấy. Và đây chúng ta sẽ cùng đến với con nick kia thôi các bạn nhé. Đây các bạn ơi, nếu các bạn có thể thấy thì đây mình đang sử dụng bộ medo băng mũ rơm rất là cơ bản để đẩy toàn bộ vào công và máu. Mình vẫn khuyên các bạn là đẩy toàn bộ vào công. Căn bản tại Nami công nó có 3% tăng công và sức tấn công của nó cũng rất lớn ấy. Và Nami này là một con defender, nó giống kiểu như là nó lấy sức sát thương để bù lại trên việc nó không có chống đánh bay ấy. À, xin lỗi các bạn, nó không có đánh bay ấy. Nên là mình nghĩ là đẩy và tấn công là một lựa chọn rất đúng đắn. Ngoài ra với dàn support, mình đã sử dụng một dàn support 150,2% được mở khá là nhiều tác các bạn ạ. Và chúng ta sẽ cùng sách con Nami này vào game để xem chúng ta sẽ hạ được bao nhiêu thằng xanh các bạn nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với trận đầu tiên ở mob Along Park thôi các bạn nhé. Và như các bạn có thể thấy thì đội mình có con Big Mom thì các bạn nhỉ, có Big Mom mới với xịn bại. Mình không sao, và có thể thấy là bên đội địch cũng không có cái gì đáng lo cả. Không có xanh cũng chả có Roger nên chúng ta cứ chill thôi các bạn ạ. Và lối chơi của con Nami này ấy, thì đầu tiên các bạn cứ lấy cờ cho mình nhá, cho nó như một con defender bình thường thôi. Rồi đến xuống xin nhẹ cờ phát nhỉ. Đây từ từ. Cờ đầu tiên thì mình để vào Big Mom mà lấy đi. Mình lên mình lấy cờ này vậy. Đây, kéo cái cờ phát và kéo cờ xong thì các bạn có thể đứng ở cờ các bạn tự quay tay các bạn nhá. Vì Nami khi mà đánh thường ấy, đấy đó các bạn thấy không, chỉ cần đánh thường thôi là nó sẽ tự động được tăng sát thương kỹ năng ấy. Đó, cái đánh thường là tự động sát thương kỹ năng này, các bạn cứ thấy các bạn đánh thôi. Và cả xin lỗi các bạn, hình như nãy mình đọc nội tại sai, nhưng mà Nami sẽ được tăng sát thương cả hai kỹ năng các bạn nhá. Đấy nên các bạn cứ đứng quay tay các bạn đánh thường thôi là sát thương nó tự lên, nó to lắm. Mình nghĩ là để bù cho cái sự không có đánh bay của Nami ấy thì cái lực sát thương của kỹ năng Nami cực kỳ lớn luôn, đủ để hạ sát thậm chí cả xanh cơ các bạn ạ. Nên các bạn cứ chịu. Rồi Marco xong Big Mom mà đánh Marco không mất tí máu thế. Đợi đấy, mất né đấy các bạn rồi. Bật cái đám mây lên đã. Ấy. Mất né Ray ơi. Mình phải câu né của ông Ray đã các bạn ạ. Ai mất né Ray, mất né Ray mất. Rồi ôi. Các bạn nhìn nó giật một phát kìa. Đấy thế có phải nhanh không? Đợi câu ông Ray mất né các bạn dập một phát chiêu hai và là thôi xong. Và đối chơi Nami cũng rất đơn giản thôi các bạn. Chiêu một nó hồi nhanh nên là mà cô công để ý này. Đánh thưởng rất là xa này, mình nghĩ đây là một con rất là dễ chơi các bạn ạ. Đấy các bạn quay tay thôi cho kỹ năng nó lên 100% ấy. Và đánh thường con này cũng đánh xa nữa này, các bạn cứ đứng ở cờ các bạn ném ra trái làm gì được các bạn. Rất là chill các bạn ạ. Đấy cầu chặt tí nhá. Sao địch có tí bút nhanh thế nhỉ? Và địch có ba cờ ấy, mở đám mây lên đã.
vừa hồi tí máu cho mình, mày lại vừa tạo ra một đám mây sốc điện đối, sốc điện đối phương rồi luôn, rồi trắng nằm luôn các bạn ơi. Kít, kít đâu? Ôi, kít ống nằm luôn lá nào. À đúng rồi, khi có địch được sốc, bị sốc điện thì mình tăng công mà. Ủa xả mà các bạn thấy không? Cái chiều nó xuất ra đau ra man. Đấy là khi các bạn nâng, đấy mình nghĩ là các bạn nâng bộ bê đồ ấy, các bạn ép vào thủ máu cũng được. Nhưng mà đấy là lý do vì sao mình khuyên các bạn ép vào 70% công. Lý do là bởi vì cái lực sát thương của Nami cực kỳ lớn rồi đấy. Các bạn cũng nên tận dụng cái điều này đấy. Đánh thường một lúc xong lại lên 100% sát thương kỹ năng rồi. Bơm cái cờ lên á các bạn ạ. Trong Defender chơi nó cũng nhạt. Đứng bơm cờ thôi, như kiểu một cục pin di động vậy. À đấy mà này, ray mất né. Một cái đám mây đã hồi tí máu cho mình và cũng như tự bảo vệ bản thân vậy. À, ông nào đi. Đủ phim red à? Ui có Nami, có Nami bên kia luôn. Đủ phim red. Ui. Ai có tất máu cả các bạn. Lùi phim red. Này thì lùi phim red này. Chúng thế thôi các bạn, là như kiểu một cục pin di động vậy. Cứ đi bơm cờ thôi, bơm xong rồi lại đứng quay tay xong rồi chúng ta lại đi cờ, chúng ta bơm tiếp. Rồi cho con Nami nó cũng chỉ có vậy thôi. Đấy các bạn này, ném với ông xanh ra một tí và khi các bạn thấy mấy con xanh nó mà bật trượt kỹ năng hoặc là khi mà nó mất né, các bạn cứ dập thẳng chiều 2 vào đầu nó cho mình. Đảm bảo chết ngay tại chỗ luôn. Như này chẳng hạn này. Ôi thế có cái gì cần phải nói không? 4 cấp rồi. 6.900 điểm các bạn ạ. Nhẹ nhàng vậy thôi. Nhẹ nhàng dịu dàng như một tiên nắng ấm của mùa xuân thôi. Rồi chúng ta sẽ cùng đến với trận thứ 2 ở map Water 7 các bạn nhé. Và như các bạn thấy thì lại một lần nữa mình khá may mắn khi mà đội địch không có con EX nào. Mình thì mình mong là địch có EX để mình test con Nami này cơ. Nhưng mà hình như là địch lại không có các bạn ạ. Thôi chúng ta cùng enjoy cái moment này với một trận đấu không EX vậy. Rồi bên đội mình có ông xanh kìa. Độc xanh ông ở bên địch thì tôi đã test quả sát thương chiếu 2 của tôi rồi, nhưng mà ông lại hỏi bên địch chứ. Mày bơm xong cái cờ này thì mình sẽ lên cái cờ kia mình bơm tiếp các bạn ạ. Không cần quan tâm thế sự như thế nào, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Các bạn đánh nhau các bạn cứ đánh, tôi cứ bơm thôi. Trong cái lối chơi này mình nghĩ là với những bạn nào mà kiểu không thích hợp với cái việc xử lý tình huống nhanh ấy, là dùng các attacker mà hay là thích kiểu tích lao vào đội hình địch ấy, thì con Nami là một con rất là ok cho các bạn. Vì cái lối chơi của nó cũng nhàn ấy. Đừng đi bơm cờ thôi, không có gì cần phải để ý cả. À Robin. Ông xanh nhà mình có ui. Trời ơi thế là xong rồi, Robin hết máu. À bách các bạn ạ. Bách mình. Ôi có vẻ cờ nhà mình có ông nào đấy. À nó phi à. Đấy từ từ tôi xuống đây ăn cục máu đã. Đấy cục máu xong. Bắn thường thằng tí sát thương này. Được cái nó gây sốc điện này các bạn, này khá là chill các bạn ạ. Dậy đâu phi ơi, dậy đông cháu ơi. Né này. Bật quả mây điện này, dậy đâu cháu ơi. Ui dã man vậy. Ui chú mừng trong cờ gần như chả mất tí máu nào các bạn ạ. Rất là chill luôn. Ây, né phát này. Ui sao mây giật mãi không trúng thế. Bạn ơi. Bạn ơi. Rồi ông cũng chết rồi. Đang bảo sao mây giật mãi không trúng thế mà. À ông Ray rút trộm cờ. Thôi để ông xanh nhà mình lo các bạn ạ. Ông xanh nhà mình chắc lo rồi. Mình đây mình bơm cái cờ giữa trước đã. Vì cờ giữa có vẻ nó sẽ có nguy cơ hơn là cái cờ đầu kia. Mình đây mình bơm xong cái cờ giữa này rồi mình sẽ về cờ đầu mình đi. Vừa mình nói ui bỏ bú mấy cờ giữa rồi các bạn ơi. Bật quả mây vừa hồi máu vừa ế rồi. Vừa hồi máu vừa gây sát thương luôn các bạn ạ. Nhưng mà nó cũng đấy các bạn thấy là nó có một công cụ rất là giống kiểu như nó bồi perfect dodge cho mấy ông Ray này. Thế là chúng ta cẩn thận thôi. Ấy là đấy. Ray thấp máu là xong rồi, tôi sẽ lại cờ nhá. Ui ông nào ở cờ nhà ông thủ được không ơi. Công ơi các bạn ơi, hình như không có ai sao các bạn ạ. Alo có. Thôi tôi đứng tôi bơm cờ thôi. Không cần làm gì nhiều cả. Các bạn này, ấy quay về mình thủ mấy cờ này đã các bạn ạ. Cờ này nhìn có vẻ nó không. À thôi ông xanh ông lo được rồi, tôi lại đi tôi bơm. Để trong lối chơi con Nami này mình nghĩ không có gì đáng nói cả ấy. Nó một con rất là dễ chơi nhưng sát thương đủ lại rất là lớn. Nó không hề phức tạp chơi, thậm chí chơi con này nó còn dễ hơn cả chơi mấy con như con xanh cơ. Đấy là xanh nó các bạn phải tính toán các thứ ấy. Mà con này thì các bạn cứ đứng ở cửa các bạn quay tay vậy thôi. Hết máu thì bật mây lên. Xong thấy địch mất né thì đập quả chiêu 2 vào xong, rất đơn giản. Rất dễ hiểu. Dễ chơi dễ trúng thưởng. Ôi giời ơi. Các bạn nhìn cái sát thương của nó kìa. Dã man không. Thôi xong rồi, lại 4 cờ rồi có cái gì đâu, nhẹ nhàng dịu dàng vậy thôi. Không có gì, có nhiều cần phải nói cả các bạn ạ. Rồi vậy là trận thứ 2 của chúng ta đã xong với tỷ số là 3-2 dành cho đội mình. Và chúng ta sẽ cùng đến với trận thứ 3 ở tiếp tục là map Water 7 các bạn nhé. Đấy. Vừa mong EX phát đội địch có EX ngay các bạn thấy không?
Akainu, Z, Utai cũng là một con AX ẩn. Utai thật ra nó là Legendary nhưng mà sức mạnh của nó thì méo khác gì với con AX cả, không hiểu sao bất công với Lee. Và cả con lù của AX kia nữa các bạn ạ. Nên chúng ta sẽ cùng cầm con Nami này và trận này mình được test sát thương rồi các bạn ạ. Mình cảm thấy hơi mừng mấy trận vừa rồi, tù quá. Đang một test sát thương con này lên đống AX mà. Cướp xong cờ chúng ta đứng nhà chúng ta quay tay. Quay tay khi nào đủ 100% thì chúng ta không quay tay nữa. Nhìn chung bơm xong mấy cờ này thì có thể mình sẽ lên mình bơm cờ giữa các bạn ạ. Còn nếu cờ giữa mà các bạn thấy đội mình ngang đội đề kết thì các bạn lên đây, mình sẽ lên cờ giữa mình phụ mấy ông ấy thủ. Ôi rồi đủ phát mất hai người với mình luôn. Ông lù có thể 1 2 3 1 2 phải phá cái. Ủa chính trung nham chưa? Trung nham mà tôi bật mấy? Chúng ta phải tôi bật mấy con Nami được sinh ra để chống Akainu mà lo gì các bạn ơi. Ui, thốn thế nhỉ. Ủa các bạn ơi, các bạn đưa đầu ở đây cho tôi xét, cho tôi thử nghiệm sát thương thế nào. Tôi hứa tôi đánh một cái thôi, đánh đúng một cái nữa cho không đánh nữa. Ui trời ơi, dính BO thôi. Sa man bị hậu ta. Ấy rồi, lại bật mây lên lại các bạn ạ. Hồi tí máu đã rồi, tôi xin. Thôi mình sẽ để cái lấy cờ cho Marco các bạn ạ. Marco là một con runner ấy và nó lấy cờ rất là nhanh nên là mình sẽ để lấy cờ cho Marco. Này cái Uta này. Rồi lấy xong rồi mình lại đứng bơm thôi, một cục pin di động. Và chứ bơm xong cái cờ này mình sẽ chạy theo Marco mình phụ các bạn ạ. Hoặc là mình sẽ nhảy về cờ đầu mình thủ. Hãy chúc chơi attack cờ đấy các bạn sẽ phải tính toán xem các bạn công cờ nào. Còn defender thì ngược lại các bạn sẽ phải tính toán xem là các bạn có nên bơm cờ hay không. Hay là lên hỗ trợ đồng đội. Ôi, tích đến 100 xong quất mà các ông ấy không chết thì tôi cũng lại một cụ đấy. Dạ màn. Thì đấy, nếu chơi attacker thì các bạn sẽ phải tính toán xem các bạn công cờ nào. Còn với defender thì các bạn sẽ phải tính xem là các bạn nên công hay nên thủ. Và nếu thủ thì thủ cờ nào, nếu công thì công cờ nào, và có nên công khi mà không có đồng đội ở đó không. Đấy, kiểu vậy. Thế nó cũng có, mình nghĩ là ba cái lớp tướng kiểu attacker, defender và runner ấy, nó sẽ có một, mỗi lớp nó sẽ có một cái chiến thuật riêng. Có thể bật quả mây đã các bạn ạ. Ui trời ơi, cứ để mây đánh thôi. Mình thì mình can đấm còn mây cứ thế nó đánh thằng kia thôi. Ôi trời ơi, ấy rồi, Luffy. Ôi thế có gì đâu. Tôi lại bơm lại cờ. Bạn lấy cờ tôi lại bơm cờ. Ui mà sao đội mình có hai cờ này. Ôi đồ quan, rút trộm mà. Cách nhất để giết Akainu là gì? Đó là giết nó trước khi nó bật kỹ năng 2. Quay tay tí đã, xong rồi mình sẽ ra kia mình. Ui cái cờ giữa của... cờ giữa cống nào nhỉ? Đây mình qua tay một tí cho lấy sát thương nữa các bạn ạ. Qua cờ giữa cho nó khỏe. Rồi về rồi, đội mình có 3 cờ rồi nên cứ bật quả mây ở đây đã. Rồi. Xử xong ông Roger này phát là mình sẽ có ui may thế. Ông ấy hất mình ra sông mây của mình đánh vào đấy luôn ạ. Rồi lấy cờ bạn ơi. Không sao. Vì một tương lai tươi sáng hơn mình có nằm lại ở đây cũng được. Nhưng bằng mọi giá phải cản cái địch rút cờ các bạn ơi. Xong rồi, thế thôi hợp lý. Vậy là ba trận ngày hôm nay của chúng ta đã xong rồi các bạn ạ. Toàn thắng. Đấy, mình nghĩ là Nami là một con rất là hay và thật sự nó có sức mạnh ấy. Nó có lực sát thương, nó có giảm rất nhiều sát thương mà cũng như nó có một cái độ đa dụng rất là cao ở trong cái meta bây giờ nhưng lại không được nhiều người dùng. Nên là mình nghĩ nếu các bạn có con Nami đảo bánh này thì các bạn cứ bưng ra các bạn dùng thôi, vì nó vẫn là một con rất là tốt đấy. Nó chỉ sợ cái nhảy xuyên giảm xuyên kiểu xuyên nội tại của con xanh thôi, còn ngoài cái đấy ra thì mình nghĩ nó cũng thật sự nó gần như nó chả sợ con nào đâu. Nên nếu các bạn có thì các bạn cứ mang ra dùng các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video. Và nếu các bạn có ý kiến hay có câu hỏi gì, hãy cho mình biết ở dưới phần bình luận nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau trong các video sắp tới nhé.